Bà Sen bắt đầu làm công nhân vệ sinh môi trường tại Hà Nội từ năm 2018, tham gia bảo hiểm xã hội đến nay mới được 5 năm. Theo quy định hiện tại, bà khó có thể đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trong quá trình đi làm, bởi năm nay bà đã ngoài 50 tuổi. 15 năm nữa, sức khỏe khó có thể đảm bảo để bà tiếp tục công việc, lương hưu cũng trở nên xa vời với bà. Vì vậy, khi nghe đồng nghiệp dì tai nhau thông tin, chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên đã có thể hưởng lương hưu, bà Sen vô cùng phấn khởi. Thời gian như trước 20 năm là tôi thấy quá dài, mà chúng tôi đi làm lao động này rất vất vả. Thì thôi bây giờ nhà nước quan tâm đến rút ngắn thời gian cho chúng tôi rất mừng. Chúng tôi cũng muốn giảm thời gian ngắn và lương hưu cũng được đầy đủ như trước là chúng tôi rất phấn khởi. Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó, so với luật bảo hiểm xã hội năm 2014, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có nhiều thay đổi. Một trong những thay đổi đáng chú ý đó là quy định giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng từ 20 năm xuống 15 năm. Theo các chuyên gia về an sinh xã hội, việc sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu là phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Đồng thời, tạo cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc tham gia không liên tục có cơ hội tích lũy đủ 15 năm đóng để hưởng lương hưu hàng tháng. Giảm cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm. Mục tiêu là để chúng ta đảm bảo là toàn dân, hay nói cách khác là toàn bộ lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đều tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Để người ta hết tuổi lao động, không làm việc nữa thì người ta có lương hưu. Đây là một cái chính sách mang cái ý nghĩa vừa là chính trị, vừa là xã hội, vừa là an sinh cho con người. Mà nó cũng thực hiện chính là quyền con người theo quy định của hiến pháp. Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cũng quy định tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam và lao động nữ có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, quy định mức tối đa là 75%. Đồng thời, quy định việc tính mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, nhưng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam dưới 15 năm thì mỗi năm đóng trong thời gian này được tính bằng 2,25%. Với mức lương hưu hàng tháng ổn định, định kỳ được nhà nước điều chỉnh mức hưởng và trong thời gian hưởng lương hưu được quỹ bảo hiểm xã hội mua thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ góp phần bảo đảm tốt hơn cuộc sống của người lao động, sẽ có thêm nhiều người được đảm bảo lương hưu và được hưởng bảo hiểm y tế khi về già.